Trời ơi, cái bà này, bà đuôi hả? Dơ hết bộ đồ của tôi rồi. Xin lỗi cậu. Bà tính lấy cái đồ vẽ này bà lau áo với giày của tôi hả? Tôi xin lỗi, tôi không có cố ý đâu. Bây giờ cố ý hay không thì không cần biết. Bà đền cho tôi 20 triệu nhanh lên. Còn không thôi tôi lo bà lên công an rồi báo quản lý cho bà nghỉ việc đó. Cậu ơi, tiền nhiều quá tôi không có tiền đền cậu. Cậu đừng có bắt lên công an cậu. Tôi xin lỗi cậu mà. Nhà tôi còn hai đứa cháu nhỏ nó đang bệnh nữa. Nó đang chờ tôi về lo hả cậu? Không có tiền đúng không? Đi lên công an. Cậu ơi, cậu ơi. Khoan đã. Cậu đối xử với người đáng tuổi mẹ cậu như vậy sao? Chuyện không phải của chị. Chị đừng có xía vô. Chị giỏi chị đền cho bà 20 triệu đi. Bà làm dơ bộ đồ hiệu của tôi nè. Bữa nay tôi phải đi ký hợp đồng bạc tỷ đó biết không? Được, để tôi đền cho cậu. Tiền của cậu đây. Mai cho bà nha bà già. Lần sau né tôi ra. Từ đã. Cái gì nữa? Tiền trả cho cậu rồi. Cái bàn tay này cũng trả cho cậu nốt. Cảm ơn cô nha. Chú, xe chú bị sao vậy chú? Xe bị hết xăng cậu ơi. Rồi, từ đây mà tới cây xăng á phải 2 cây số nữa. Wow. Thôi được rồi, chú chờ cậu chút xíu nha. Anh hút xăng mang đi đâu vậy? À, anh cho chú kia kìa, xe chú bị hết xăng rồi em. Anh bị hâm mà, anh có biết bây giờ xăng đắt như vàng không? Cho người ngoài mà chẳng hỏi ý em gì cả. Có bao nhiêu đâu, mấy cái này mình mua được mà. Đây nha. Kìa anh, chai nhỏ như thế làm sao mà đủ bình xăng được. Anh tránh ra để em. Ủa em? Ủa cái gì mà ủa? Anh tính làm người tốt một mình à? Lần sau làm á, nhớ rủ em nhá. Cảm ơn nha. Dạ, bác đi cẩn thận ạ. À.